đại ca Tèo Chua ở chợ đêm Đà Lạt bị bắt. Tèo Chua tụ tập một nhóm thanh niên có các hoạt động vi phạm pháp luật ở khu vực chợ đêm Đà Lạt. Ngày 1 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Hồ Quốc Khánh, Tèo Chua, 23 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Theo điều tra, ngày 17 tháng 4, tại một tiệm sửa điện thoại trên đường Nguyễn Công Trứ, Tèo Chua và Nguyễn Đình Tuấn A, 41 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Đà Lạt, đã xảy ra mâu thuẫn. Tèo Chua lấy dao chém A bị thương nặng phải nhập viện cứu. Kết quả giám định, nạn nhân bị liệt nửa người, tỷ lệ thương tật 62%. Ngoài vụ án nói trên, trước đây Tèo Chua còn nhiều lần hành hung học sinh trên địa bàn thành phố Đà Lạt rồi quay clip tung lên mạng xã hội gây bức xúc cho nhiều phụ huynh và học sinh. Ngoài bị bắt về tội danh trên, công an tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm khác của đại ca và nhóm đàn em.